Telegram hiện là nền tảng được giới trẻ yêu thích và sử dụng rộng rãi bởi sự nhanh chóng trong việc cập nhật tin tức và là nơi tạo ra hàng loạt các xu hướng. Dễ hiểu khi cách để tăng member là mối bận tâm của người dùng Telegram. Bài viết dưới đây sẽ bật mí các cách để tăng member Telegram giúp bạn xóa tan nỗi lo của mình. Các mẹo tăng member Telegram miễn phí bạn cần biết xây dựng các nội dung mang lại giá trị thông tin tới người dùng đây là yếu tố quan trọng để giúp bạn có được những lượng member tiềm năng và giữ chân. Các member có sẵn là nền tảng được biết đến như một kho dữ liệu thông tin khổng lồ, việc bạn mang lại những bài viết có giá trị và chọn lọc cùng như thú vị sẽ giúp người dùng thích thú với tài khoản của bạn. Từ đấy luôn theo dõi những gì bạn mang lại, có thể chia sẻ các bài viết hài hước, meme trong nhóm của bạn được biết đến là cái nôi của những meme huyền thoại làm mưa làm gió trên thị trường. Vì thế mà các bài viết có yếu tố gây cười sẽ là những bài viết được đông đảo người chơi Telegram đón nhận. Mạng xã hội được sử dụng với mục đích giải trí việc đánh vào tâm lý này có thể khiến lượng member của bạn tăng một cách nhanh chóng và biết đâu bạn là người sẽ tạo ra một meme chấn động nào đó khác giúp tên tuổi tài khoản của bạn bước lên tầm cao mới nếu cập nhật nhanh các xu hướng hiện nay để thu hút người dùng khác bạn phải có kiến thức nhất định về thị trường hiện nay đang có gì hot người dùng đang ưa chuộng cái gì từ đó sáng tạo nội dung thịnh hành tăng member cho kênh chia sẻ các bài viết hay các trend đang nổi hiện giờ để tăng tương tác với nhóm của bạn Cách tăng member Telegram trả phí hiệu quả nhất tuy các cách trên đều có những hữu ích nhất định nhưng lại tồn tại các nhược điểm về thời gian, công sức và độ hiệu quả. Vì thế dịch vụ tăng member Telegram của Auto Marketing được cho ra mắt với kỳ vọng đem lại những hiệu quả rõ rệt nhất, nhanh nhất cho người dùng. Chỉ với một mức chi phí nhỏ lượng member của bạn sẽ thay đổi đến bất ngờ. Và bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì dịch vụ do nhà Auto Marketing Pro đơn vị uy tín số 1 Việt Nam cung cấp này hoàn toàn an toàn, các member đều là người dùng thật cùng như bạn không phải cung cấp mật khẩu cao. Bạn còn trần chờ gì nữa mà không sử dụng dịch vụ tăng member Telegram này để thực hiện hóa ước mơ của mình. Tổng hợp các dịch vụ iSocial, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ YouTube, dịch vụ Discord, dịch vụ Instagram, dịch vụ Reddit, dịch vụ Facebook, dịch vụ SoundCloud, dịch vụ LinkedIn, dịch vụ TikTok làm số. Lượng lớn liên hệ admin để được giảm giá liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí hotline. 0877496688 Zalo 0877496688ToN Marketing Pro chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, ISO chất lượng cao, dịch vụ Facebook, dịch vụ Instagram, dịch vụ TikTok, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, Google, Twitter, dịch vụ làm website giá rẻ. Liên hệ ngay website tool Marketing Pro, hotline 0877496688 để được tư vấn miễn phí.